xứ sở của hoa sen như Đồng Tháp 10. Nhưng đến Huế vào giữa mùa hạ, người ta vẫn có thể ngẩn ngơ bởi những ruộng sen và hồ sen thơm mát. Có mặt ở khắp nơi như thế này. Với người Huế, hoa sen là một hình ảnh quá đỗi quen thuộc, biểu trưng cho những giáo lý nhà Phật. Vì hơn 80% dân số Huế theo đạo Phật. Nhưng hoa sen ở Huế từ lâu còn có một sự mình khác. Dệt hương cho một thử trà Việt vào bậc nhất. Trà sen. Ngày xưa ở Thiền Tâm á, tôi được biết là họ lấy hồ ướp trà bằng cách như thế này. Buổi chiều hôm trước á, là họ phải chèo một cái thuyền nhỏ và lấy một cái trà, trà mà có thể là cái trà Thái Nguyên hoặc trà Tân Cương, hoặc là đây có cái nọn trà trùi, thì người ta lấy những cái nọn trà đó, bắt đầu người ta phơi khô đi, phơi khô xé lại. Rồi khi mà xe lại á, thì người ta bắt đầu buổi chiều hôm đó người ta treo ra ở cái hồ và ta lựa những cái sen nào mà chuẩn bị nở thì người ta lấy ấy ra và ta bỏ, ta gọi cái trà nữa, ta gọi lại cái trà nữa, ta bỏ vào trong cái sen đó và ta lấy cái giấy mềm ta cột lại. Sáng sau người ta lấy ra rồi người ta lấy cái trà nữa ra và cái hương thơm của sen nó hút vô, vì trà nó có tác dụng nó hút cái hương nữa, mà hút hương sen nữa vào và người ta làm trà uống. Buổi sáng á thì họ đi hứng cái nước trên lá sen, họ dùng cái nước đó để họ chế trà sen nữa. Khi mà uống á thì trà nó thơm một cái hương vị sen rất là nhẹ nhàng thanh thoát. Sư thầy Tuệ Tâm trụ trì chùa Pháp Luân cũng là một lương y nổi tiếng của Huế. Câu chuyện của sư cũng là một giai thoại mà người Huế thường kể với nhau về một thủ thưởng trà tao nhã trên đất thần kinh một thời. Tương truyền các vua Nguyễn là những người đầu tiên sử dụng trà sen như vậy. Sau đó, nó lan tỏa trở thành một nét văn hóa thưởng trà đặc biệt của người Huế. Cái trà sen này rất tốt, nhưng mà bây giờ là tiếc là mình ở đây không có. Tình Tâm là vì ô nhiễm quá dày này, luôn mô chết này. Chúng là sen hồ Tình Tâm đi, mấy năm đi là điều trông là sen chết chứ không còn sống được. Hồ Tình Tâm này đã bị ô nhiễm. Đã nhiều năm nay, sen không nở trên mặt hồ. Nhưng không phải vì thế mà Huế mất đi những mùa sen. Nếu tính về diện tích trồng sen, thì hiện nay có thể nói ở Huế nhiều gấp vài chục lần so với trước đây. Và hoa sen vẫn là một nguyên liệu được cực kỳ ưa chuộng để làm nên một hương vị trà sen Huế không nơi nào có được. Những cái hoa sen khác nói chung và hoa sen Hồ Tây nói riêng ấy, thì cái hương vị nó rất là dễ nhận ra, là vì nó rất là nồng nàn. Trà chất điểm đã nghe hương rồi, nó hương nó lên rất là tốt. Nhưng mà sen Huế ấy, uống ngụm thứ nhất chắc là ngửi ra hương, uống ngụm thứ hai rồi ngụm thứ ba, cái hương nó lặng trong vị, lặng lòng lại thì mình sẽ cảm nhận được một cái hương thơm nó lẩn khuất nhưng nó rất là bền bỉ, nó rất là dịu dàng, nó rất là thanh sạch. Thay vì ướp trà trực tiếp trên hoa sen còn mọc trong hồ, ngày nay, phương thức ướp trà trong hoa sen cũng được cải tiến để tận dụng được nhiều hoa hơn,
cho ra nhiều sản phẩm hơn và bảo quản trà được lâu hơn. Có chủ yếu là hai dòng trà sen ướp tươi còn gọi là trà sen sổi, hay là trà sen khô còn gọi là trà sen gạo. Thì trà sen sổi ấy là cái cách của mình làm là mình cho trực tiếp trà vào trong cái bông sen. Thứ nhất là về cái thời gian hái ấy, thì cái trà hái vào lúc mà sáng sớm, mà các cụ thường bảo đấy là cái thời khắc mà âm dương giao hòa, thì cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà cái hương nó mưu tốt nhất, thì cái người hái sen họ sẽ hái vào cái thời điểm đấy. Thứ hai là về loài hoa, tức là không phải là hoa nào nó cũng có hương tốt. Giả sử như mà cái hoa mà nó còn bụng hoặc hoa đã nở quá thì nó cái hương nó đã phai nhạt rất nhiều. Cái hoa tốt nhất nó chính là cái hoa hàm tiếu, tức là khi mà mình cầm cái bông hoa lên thì mình sẽ cảm thấy cái độ sụp sụp của hoa, đồng thời là ở trên cung ấy thì nó sẽ đã hé ra một ít rồi. Thì cái hoa đấy là cái đồ hương mà tốt nhất để mà làm. Người nếu như mà kỹ lưỡng ấy, mình cắm ngay vào nước để mà giữ được cái hoa sen nó được tươi đã, và sau đấy thì mình mới xử lý bằng cách mình tiếp tục cho trà vào trong bông hoa. Đấy. Sau đấy thì mình phải vuốt nhẹ từng cái cạnh lá, rồi mình sẽ buộc lại bằng lạc. Sau đấy mình thêm gói thêm một cái lớp nữa là bằng lá sen, rồi mình lại buộc bằng lạc. Khi mà mình đã buộc xong rồi thì cái bông hoa để nó phải tiếp tục được cắm nước, hoặc nghĩa là nó vẫn được hút được trực tiếp. Và chính cái quá trình đó thì nó làm cho cái hương nó vẫn tiếp tục tỏa ra, và cái hương đấy là được trà nó hút vào trong lòng trà. Sau đấy thì mình có thể uống ngay hoặc là mình có thể bảo quản trong cái ngăn đá. Nhưng mà mình không nên uống ngay, theo kinh nghiệm mình đến thời gian thì hương nó sẽ thấm vào trà hơn, và càng lâu thì nó càng ngon. Không chỉ có trà ướp rồi, hoa sen còn đem lại một hương vị trà độc đáo. Đó là trà ướp gạo sen. Thanh Nhì là tiến sĩ văn học đang giảng dạy tại một trường đại học ở Huế. Yêu văn hóa trà của người Việt, cô tìm tòi, học hỏi và được biết đến như một người làm trà sen khá chuyên nghiệp ở Huế. Nếu như mà cái trà sen sổi ấy là ướp bằng cái gọi là cái khoang hương, cái buồng hương của cái bông hoa sen, thì cái trà gạo nó khác ở chỗ thế này này, tức là mình sẽ sử dụng cái gạo ở trong bông sen mình lấy ra, và mình sẽ sử dụng một cái lượng gạo rất là lớn. Thông thường ấy, nếu như mà sen Huế mình theo kinh nghiệm của mình thì phải sử dụng ít nhất là 2.000 gạo của 2.000 bông hoa cho một ký trà. Còn nếu như đối với những cái loại sen hương nồng như là sen Hồ Tây ấy, thì chỉ cần khoảng 1.200 đến 1.600 bông là đã đủ rồi. Nhưng mà sen Huế thì ít nhất là 2.000 bông mới đủ. Thì khi mà mình tách gạo ra thì mình lấy cái gạo đấy, trong cái quá trình làm thì mình không được, cũng có những cái cấm kỵ, ví dụ như là mình không được để cho gió nó qua tới thì nó bay hương này. Rồi có những cái cấm kỵ riêng, ví dụ như là sự cháy tình chẳng hạn, sự thanh sạch của cơ thể chẳng hạn. Thì cái gạo đấy thì mình phải chọn một cái nguyên liệu cánh tra phù hợp. Sau đấy mỗi cái lớp hoa thì mình rải một lớp gạo, mỗi lớp hoa mình rải một lớp gạo như vậy. Xong rồi mình buộc lại và mình ủ. Và sau một cái thời gian ủ nhất định, mình kiểm tra thấy cái độ ướt của trà rồi, cái độ thẩm hương của trà rồi, thì mình sẽ là sang ra và để cho trà nghỉ. Thực ra đây là chỉ là một cái bí quyết của cái nghề, đó là mình để cho trà nghỉ bao nhiêu ngày. Rồi sau đó mình lại tiếp tục vào một cái đợt ướp hương, và mình cứ làm đi làm lại như vậy đến 7 lần. Lần nào mình cũng phải sao lần đó, sao cách thủy. Và thường một cái mẻ trà mình phải sao mất cả ngày ấy, thì cái công phu của cái trà ướp sen nó không phải chỉ là ở việc tốn nguyên liệu, mà ở việc cái quá trình làm nó tốn rất là nhiều cái công sức tâm huyết của mình. Am hiểu về hoa sen, người Huế còn biết chế biến một loại trà độc đáo khác, đó là trà tim sen. Sau khi hoa rụng hết cánh, gương sen được hình thành bởi sự phát triển của đế hoa, mang theo hạt. Trong hạt là tim sen, một loại thảo dược cực kỳ tốt để làm trà. Thường thì
ta lấy cái tim sen á để hay dùng để làm trà, bởi vì nó có cái tác dụng an thần và thanh tâm mát mẻ. Những người mà cái tim nó nóng thì uống nó mát mẻ. Và cái cách làm như thế này, người ta mua cái tim sen nó về, rồi người ta phơi thật khô, phơi khô xong người ta sao vàng nhưng mà vàng chảy luôn, vàng mà màu cảnh giảng. Xong nó người ta khử thổ là bằng cách là sau cái sao xong người ta úp dưới đất để trồng mùi, người ta lấy cái tim sen đó người ta chế uống, nhất là buổi tối trước khi ngủ khoảng 1 giờ, trước khi ngủ thì người ta chế trà sen này người ta uống, thì nó có tác dụng an thần, làm cho giấc ngủ mình sâu hơn, mà nó yên hơn, ngủ nó bình an hơn. Cái tác dụng từ cái tim sen rất là tốt. Nhưng trà tim sen chỉ được xem là một vị thuốc. Trà ướp hương sen mới được xem là đỉnh cao của văn hóa trà Việt. Cái thủ thưởng trà sen từ xưa cũng đã gắn liền với các bộ bình trà. Chất liệu của trà cù là gì? Cách pha chế như thế nào để vị trà được đánh thức một cách tròn vị cũng là một tiêu chí thưởng trà không thể thiếu. Nói về cái uống trà của người Việt mình từ xưa tới nay, thì nếu nói về cái quan trọng thì tất cả mọi thứ đều quan trọng. Ấm trà, trà và nước đều là một trong những cái thứ không thể thiếu. Và đặc biệt là ấm trà. Thì khi mà ấm trà ngày xưa người Việt mình dùng á, thì đa số là sử dụng từ chất liệu của Tử Sa. Đất Tử Sa này thì thường thường nổi tiếng nhất á, là vùng Nghi Hưng của Trung Quốc. Và nó sản xuất ra rất nhiều và nó có bề dày lịch sử tới mấy trăm năm. Thì thông thường để mà có một cái cuộc trà ngon, ngoài trà nước thì cái ấm á, rất quan trọng ở về cái kiểu dáng và độ to nhỏ. Ở đây thì dù giống như những cái ấm nhỏ như thế này á, thì thường là đập ấm. Lý do đập ấm thì thường thường bỏ trà vào và hãm trà lên á, thì pha một ly vừa để uống. Khi nào uống thì châm được sôi vào. Những cái ấm trà nó như thế này là đổi ấm, tam ấm. Thì nó vừa khi mà chiết ra một cái ấm á, nó đủ cho 2-3 người uống một lúc. Còn đây thì một cái ấm trà gọi là trà sâm. Cái quá trình mà kéo dài nó biến chuyển thì nó sẽ có những cái đi theo như là phủ đựng trà bằng Tử Sa, rồi có những cái đây là cái muỗng xúc trà cán bằng tre và cái vỏ bằng ốc của người Việt Nam mình. Đây là cái món làm từ Triều Nguyễn. Rồi còn đây cũng là một cái xúc trà làm từ cái sừng trâu hoặc là san hô đen, và đây là cái xúc bằng ốc sa cư. Thì nó cũng là một trong những cái mà nó thuần Việt và rất là đẹp. Lê Thiền Gia là một nhà sưu tầm đồ cổ trẻ ở Huế. Anh có hàng vài chục bộ trà cù cổ đắt giá như thế này. Điều đặc biệt là cha không chưng đồ cổ trong tủ để ngắm như nhiều người khác,
mà anh sử dụng hàng chúng trong nhiều cuộc trà thi vị của mình. Và cha cũng là một tín đồ của trà sen Huế. Không có cái gì nó sánh bằng cái trà sen mình được. Cái trà sen ở đây nó quý ở cái quý theo mùa được. Phải có mùa mình uống được đâu phải dễ đâu. Trà sen của mình nó rất đặc biệt mà cái vị mà không đâu có được. Vị sen Tây Hồ á là nó rất đậm vị mà uống vào là biết ngay và nó có độ ngậy. Nhưng mà sen của mình á nó có độ sâu, độ lắng và nó có độ thanh. Thanh ở đây là nó vừa đủ, đậm vừa đủ và vị vừa đủ. Tất cả đều vừa đủ và tròn vị. Một ly trà rất là tròn vị thì cũng có gì để mà nói nữa. Người ta nói văn hóa trà của người Việt có ảnh hưởng của người Trung Hoa, nhưng vẫn có những nét đặc trưng của người Việt. Đó là sự gần gũi, tinh tế nhưng không quá cầu kỳ. Là những chất liệu trà thuần Việt. Là cái tâm trung dung khi uống trà. Là sự thanh lọc cơ thể và cả tâm trí. Trà sen có đầy đủ những tính chất thuần Việt đó. Và cái tình tâm của người Huế khi thưởng trà, âu cũng là một cái cốt cách điển hình cho văn hóa thưởng trà của người Việt. Tao nhã, nhưng không quá kiểu cách và xa lạ. Cái cách thưởng thức trà là nó không có một cái quy tắc nhất định. Mỗi lần pha thì hương vị đã mỗi lần khác rồi. Thực sự lúc đầu á, Huế chứ không phải là một cái điểm mà mình muốn gọi là dành cả cuộc đời để ở đây. Vì lúc đầu mình cũng cảm thấy Huế quá buồn đối với cái tính cách khá sôi nổi của mình. Nhưng mà ở Huế khi mà mình sống một thời gian ấy, mình là cảm thấy yêu Huế vô cùng. Có một cái gì đấy nó cứ từ từ, giống như trà vậy á. Nó cứ từ từ, nó cứ thấm sâu dần, làm cho mình cảm thấy yêu lúc nào mình không hay. Và khi mình yêu Huế như thế thì mình cảm thấy là mình muốn góp một cái phần gì đấy của mình cho Huế. Giống như mình quan niệm là mỗi con người khi mà sống ở giữa cuộc đời ấy, người ta có một cái sứ mệnh. Và mình từ mình cảm thấy mình có một cái sứ mệnh đấy là mình lưu giữ lại một cái nét văn hóa truyền thống cho Huế. Mà cái đó cũng cái có thể mình có thể làm được. Cuộc sống nó cũng xô bồ rồi. Trà là nơi để mà lắng đọng, nơi để mà tìm lại mình. Bên cái chén trà làm cho con người nó gần nhau hơn. Và nó có những cái câu chuyện nó tốt đẹp hơn. Cứ tưởng những người lớn tuổi mới có thú vui thưởng trà. Nhưng không hẳn vậy. Cách tiếp cận với văn hóa thưởng trà của người trẻ hiện nay cũng thật đáng trân trọng. Cái mạch ngầm đó vẫn tiếp lửa cho dòng chảy mạnh mẽ của văn hóa Huế. Và cho những mùa sen ngát hương.